Ok, và đây là phòng trọ của anh Cư. Hiện tại thì anh cũng đã mua bộ dàn combo này và có để tạm ở đây hát vài ngày, sau đấy thì anh sẽ mang về quê. Nhưng mà cái tình yêu âm nhạc vô bờ bến. Đấy, anh sau đây sẽ hát thử. Anh cảm thấy ok chưa ạ? Ok. Vâng, anh ưng một làn này chưa? Chất âm hay không? Tuyệt vời rồi, rất là tuyệt vời. À vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Anh em nhớ học ý, nếu có yêu cầu mua cứ dùng. Đây là thừa. À, không, cái này là thừa. Ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Lên năm sầu hay mấy chiều bạc làng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về. Sông Lam một dải xanh ngọc, vời vợi mắt ai buồn tay êm. Xa xa mây phủ non hồng lĩnh, đã vàng hoa cài nơi bên sông. Câu hát giận thương thương sóng nước, đâu đây đó phải sáng sông đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nón, dần hờn chi giữa bên sông buồn. Anh nọ ngỏ lời em chờ đợi sớm mong, vì hoa đến thì hoa phải nở. Em xuống bên đò em về bên nữa, nước mắt nhạt nhòa theo phải treo hương. Tứ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đò gác bên rồi. Nghe câu vì sao người ơi, sương chiều ướt lạnh sóng trôi. Sông Lam xanh biển đôi bờ, mà anh lỡ hẹn chiếc đò sang ngang. Sông Lam bên lở bên bồi, mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Ok, bây giờ đây mình đây. Như con vang này nhé. Hiện tại thì anh đang kết nối Bluetooth ấy, thì khi mà mình bật lên ấy, một là đây em có cái điều khiển từ xa này. Anh dùng Bluetooth thì anh bấm cho em Bluetooth để cho con vang này nó phát Bluetooth thì mình sẽ dò điện thoại mình kết nối. Còn khi mà mình có thể mình dùng đây cái dây này thì anh có thể anh cắm được vào đây này. Nghe nhạc. Cắm vào đây này. Đấy, sau đấy thì anh dùng con điều khiển này. Anh bấm vào cái AUX 1 cho em. AUX 1. Nhưng mà cái này hiện tại thì đang chưa có pin. Đấy, AUX 1 thì nó cũng giống như là em bấm vào đây để em chọn. Bấm lên, ấn vào đây. Ấn lên này, giữa này. Đấy, ấn xong rồi xoay này. Để ao ít một. Thì nó sẽ ra. Cho to như này. Chẳng sao nói ra, mệt nói ra ta đừng gì. Được tìm một thứ mà đi, mình đi dẫn mộng đề. Đấy là ao ít. Còn bình thường dùng một đôi thì anh ấn vào này. Anh xoay cái vào Bluetooth đi. Xoay nó vào Bluetooth. Cái này nó dễ được.
Đấy, ok, nó chỉ mới thế thôi. Đấy thì em sẽ tặng anh thêm cả cái dây này nhé. Cái dây này thì để anh, ví dụ anh dùng điện thoại cũng được. Cái dây này thì anh về anh cắm vào TV của anh. Đúng rồi. TV của anh dùng ra đường, đường quang. Đấy, cắm vào đây, cắm kết nối TV vào cái này đây là xong. Ok, quan trọng TV. Ờ, cắm TV trực tiếp vào đâu, vào cái nào? Đây là đường quang của TV, mình sẽ lấy cắm ở đằng sau TV. Cắm TV ra đấy. Ở cái này cắm vào. Còn đây thì này, đằng sau này có cái đường quang. Rồi vậy rồi. Cái này đơn giản mà. Thế là xong thôi. Còn sốt phách rồi, cứ đá cái nào đây, ra ngoài cũng được.